Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục đạt thành tích vượt mốc 500 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 263,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,1% so với năm 2018. Con số xuất siêu đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tại thị trường trong nước, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 4,9 triệu tỷ đồng, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2018. Đạt được thành tích này có sự đóng góp của hoạt động xúc tiến thương mại là nòng cốt của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, năm 2019, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại phê duyệt 205 đề án với tổng kinh phí 125 tỷ đồng, được bố trí sử dụng thiết thực, hiệu quả. Các tổ chức xúc tiến thương mại từ trung ương đến địa phương đã thực hiện đa dạng các hình thức xúc tiến thương mại, bao gồm cả truyền thống và cả thách thức mới, thông qua môi trường điện tử, đem lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Theo thống kê sơ bộ, các đề án thuộc chương trình đã hỗ trợ hơn 5.000 lượt doanh nghiệp tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động xúc tiến thương mại tại Việt Nam và nước ngoài, thu hút hơn 1 triệu lượt khách thương mại đến tham quan giao dịch tại các sự kiện và thực hiện hơn 100.000 lượt giao dịch thương mại có khả năng đi đến đặt hàng và ký kết hợp đồng. Cái chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm nay thì đã rất là đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung cũng như là trải rộng trên khắp cả phạm vi là trong nước và quốc tế với nhiều loại hình xúc tiến thương mại khác nhau. Chương trình thì cũng đã hỗ trợ phát triển ngành hàng xuất khẩu mở rộng thị trường trọng điểm, thị trường mới mà ngành nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến vẫn là những cái ngành ưu tiên nguồn lực triển khai hoạt động xúc tiến thương mại trong khung khổ của chương trình với 49 đề án mà kinh phí lên tới là trên 45 tỷ đồng và chiếm 36% kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia. Điều đó thì cũng đã góp phần vào cái việc là tạo ra cái sự tăng trưởng rất là mạnh về kim ngạch xuất khẩu của nông nghiệp trong thời gian qua. Về phát triển thị trường trong nước thì các hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, đặc biệt là hội chợ triển lãm cấp vùng được tổ chức theo thỏa thuận luân phiên giữa các địa phương theo khu vực được tổ chức bài bản hơn, huy động sự tham gia của các địa phương trong khu vực, góp phần quảng bá sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của vùng, tăng cường giao lưu thương mại giữa các địa phương trong khu vực và giữa các vùng với nhau. Thì đây thì về cái hoạt động xúc tiến thương mại trên thị trường trong nước thì phải kể đến là cái sự hợp tác cũng như là sự hỗ trợ của trước tiên là của các địa phương. Các trung tâm xúc tiến thương mại các địa phương thì cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với lại ban quản lý chương trình cũng như là Bộ Công Thương và Cục Xúc tiến thương mại trong cái hoạt động là trong cái việc là triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại ở trên thị trường trong nước. Hoạt động đó cụ thể ở đây đó là những cái phiên chợ ở vùng sâu vùng xa, đó là những cái hội nghị kết nối giao thương giữa là nhà sản xuất với lại các nhà phân phối. Và đây thì chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ cũng như là phối hợp rất là chặt chẽ của các đơn vị liên quan ở trong bộ như là vụ thị trường trong nước, như là Cục Công Thương địa phương, rồi như là văn phòng bộ và các đơn vị liên quan. Thì nhờ đó đã đạt được những cái kết quả rất là đáng khích lệ. Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy xuất khẩu. Thông qua 14 đề án hội chợ định hướng xuất khẩu tại Việt Nam, hội chợ phát triển thương mại biên giới, 29 đề án tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại nước ngoài, 20 đề án tổ chức đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại nước ngoài, vân vân, đã góp phần giúp 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Các hội chợ lớn được tổ chức như CA Expo, Food Expo, Hội chợ quốc tế Việt Trung tại Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hội chợ nhịp cầu xuyên Á, vân vân, được doanh nghiệp và người tiêu dùng đánh giá cao. Thì chúng tôi thấy là những cái giá trị về mặt quảng bá thương hiệu cũng như các cái giá trị về nâng tầm các cái sản phẩm và thương hiệu của Việt Nam với trong mắt bạn bè quốc tế thì chúng tôi thấy đây là những cái giá trị rất là to lớn mà hội chợ Việt Nam Expo mang lại. Tôi cũng phải nói là cái triển lãm tại Việt Nam chúng tôi được đánh giá rất là cao cái sự chuyên nghiệp ở trong quá trình chuẩn bị các hoạt động và sự chính xác trong các thao tác của công tác chuẩn bị. Các đề án về tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng,
đón các nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng, hội chợ vùng, hội chợ phát triển thị trường nội địa, đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, v.v. cũng đã hỗ trợ các địa phương chủ động triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại. Cục xúc tiến đã giới thiệu là kết nối các địa phương với nhau và tổ chức các sự kiện là xúc tiến theo cụm, ví dụ như là tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu ở phía Bắc và phía Nam. Thì thông qua cái chương trình xúc tiến này thì các địa phương đã giới thiệu được các sản phẩm của địa phương mình đến các nhà phân phối. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh để xây dựng lại cái quy chế quản lý cái hoạt động xúc tiến của tỉnh. Cách thức tổ chức tôi sẽ thay đổi theo cách là tạo được cái thời lượng cho doanh nghiệp giao thương, tổ chức những chuyên biệt từng ngành hàng, nhóm hàng cho doanh nghiệp để ra tìm hiểu nó kỹ hơn. Thì đặc biệt là sẽ tổ chức cho doanh nghiệp của chúng ta và tổ chức hệ thống doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai cũng như là các tỉnh ấy, thì sẽ có sự kết nối qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương. Để chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia ngày càng phát huy hiệu quả, Bộ Công Thương cho rằng cần đổi mới hơn nữa phương thức xúc tiến thương mại truyền thống theo hướng chiều sâu, tiếp tục hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại mới qua môi trường kỹ thuật số. Nghiên cứu triển khai hình thức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng chiến lược quảng bá ngành hàng và đẩy mạnh quảng bá tuyên truyền xuất khẩu trên các kênh quảng bá ngành hàng quốc tế. Triển khai các hoạt động đào tạo phát triển sản phẩm chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong thời gian 2020 ấy, thì xin lưu ý, trước hết là chúng ta cũng đầu tiên phải sửa được cái pháp lý để thuận lợi nhất cho cái công tác của chúng ta. Đấy, thứ hai nữa là chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình kể cả các chương trình khác của Bộ Công Thương, các chương trình của công thương khác phải có cái sự phối hợp. Một đơn vị chắc chắn là rất khó, nhưng lúc đó phải là bộ đây chính là cục. Chúng ta điều phối, chúng ta hỗ trợ cho các hiệp hội khác làm. Năm 2020, dự kiến chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia sẽ được phê duyệt với tổng kinh phí 136 tỷ đồng, tăng 11 tỷ đồng so với năm 2019, tập trung vào các nội dung duy trì và phát triển thị trường trọng điểm, thị trường có FTA và phát triển thị trường mới, phát triển thị trường trong nước, miền núi, biên giới, hải đảo. Để triển khai chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia ngay từ những ngày đầu năm 2020, Cục Xúc tiến Thương mại và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đẩy mạnh phối hợp trong công tác triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.